Di trú Đào Nguyễn là một trong những công ty di trú uy tín hàng đầu tại Úc, có thể giúp khách hàng giải quyết những khó khăn về việc định cư tại Úc liên quan đến di trú, từ các vấn đề đơn giản nhất cho đến những tình huống visa phức tạp nhất. Với trình độ chuyên môn cao, kỹ năng làm việc hiện đại và luôn cập nhật luật di trú một cách nhanh nhất, Di trú Đào Nguyễn sẽ tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, cung cấp đầy đủ thông tin, hỗ trợ nhiệt tình trong quá trình xin visa của mọi khách hàng. Di trú Đào Nguyễn cung cấp các dịch vụ chủ lực bao gồm kháng cáo tòa phúc thẩm khi visa bị từ chối, visa diện hôn nhân, đính hôn và kết hôn, bảo lãnh hôn nhân đồng giới, visa cha mẹ, con cái và visa lao động. Trong đó, tỷ lệ xin visa thành công lên đến 99%. Muốn biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên lạc Di trú Đào Nguyễn qua số 02-8764-0518. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, trong vấn đề hạm đội tàu ngầm thì cuộc khẩu chiến của Tổng thống Pháp Macron và Thủ tướng Úc Morrison không những đã khiến bang giao song phương căng thẳng hơn mà còn có thể có khả năng gây thiệt hại về uy tín của nước Úc. Tại Úc, tình trạng dịch bệnh đã giảm hạ rõ rệt tại New South Wales và cũng đã giảm hạ đáng kể tại Victoria. Quan tâm chính hiện nay là vấn đề mở cửa biên giới nội địa cũng như biên giới quốc gia để cư dân Úc đã chủng ngừa hai lần có thể trở về hoặc xuất cảnh bất cứ lúc nào, và đặc biệt là du học sinh nước ngoài có thể trở lại. Trong khi đó thì các cấp chính quyền vẫn tiếp tục kêu gọi cư dân chủng ngừa hoặc là chủng ngừa hai mũi đầu tiên hoặc là mũi booster thứ ba để nước Úc được an toàn hơn. Tại Việt Nam, dịch bệnh tiếp tục gia tăng trở lại và vào thời điểm tối hôm qua, Việt Nam đã có thêm 5.598 ca nhiễm mới. Và sau đây là phần tin chi tiết của Vietface TV trong bản tin lúc 1 giờ trưa hôm nay, thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021. Quan hệ Pháp-Úc trở nên căng thẳng hơn sau khi Tổng thống Pháp Macron tố cáo Thủ tướng Morrison nói dối, điều mà ông Morrison cực lực cải chính. Cuộc khẩu chiến thật sự đã xảy ra vào ngày cuối cùng tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại thủ đô Italy, khi Tổng thống Macron tố cáo Thủ tướng Morrison là đã nói dối trong vấn đề đóng hạm đội tàu ngầm theo thỏa thuận tam cường AUKUS. Tổng thống Pháp đã trả lời các câu hỏi của ký giả bằng tiếng Anh và do đó đã tạo nên một làn sóng thông tin rộng rãi. Thủ tướng Morrison sau đó đã lập tức cải chính, tuy nhiên phải đợi đến khi Thủ tướng Morrison đến Glasgow thì ông mới dành cho các ký giả Úc một cuộc phỏng vấn dài hơn để ông bác bỏ mọi tố cáo của Tổng thống Macron, điều mà Thủ tướng Morrison coi là có thể làm mất uy tín của nước Úc. Thật ra tại Rome, Tổng thống Macron đã cẩn thận phân biệt giữa nước Úc, dân tộc Úc và cá nhân Thủ tướng Morrison. Ông Macron đã ca ngợi sự hy sinh của các chiến binh Úc tại mặt trận miền Tây, tức là Western Front, đã diễn ra tại Pháp trong Thế chiến thứ nhất và thứ nhì, và do đó lời chỉ trích của Tổng thống Macron chỉ nhằm vào cá nhân Thủ tướng Morrison. Ngược lại thì ông Morrison nói rằng ông đã nhiều lần thông báo với Tổng thống Macron là hạm đội 12 chiếc tàu ngầm được thiết kế theo kỹ thuật cổ điển, tức là chạy bằng năng lượng diesel điện, không còn thích hợp cho nhu cầu về an ninh của nước Úc trong bối cảnh mới tại Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thủ tướng Morrison đã đặc biệt nhấn mạnh đến cuộc đối thoại hồi tháng 6 vừa qua, khi ông Morrison nêu lên vấn đề này, và sau đó thì chính phủ Pháp đã cử nhiều nhân viên cao cấp đến Canberra để thảo luận những điểm mà ông Morrison nói là ông đã than phiền. Tuy nhiên, Thủ tướng Morrison cũng đã xác nhận là ông chưa hề nói thẳng về việc khế ước đóng tàu ngầm giữa Pháp và Úc sẽ bị hủy bỏ. Rõ ràng là các cuộc trao đổi giữa hai bên, đặc biệt là về phía chính phủ Pháp, có thể đã không hiểu được ý định tối hậu của Canberra. Tại Glasgow, trong ngày đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu, Thủ tướng Morrison nói rằng các lời tố cáo của Tổng thống Macron chứng tỏ là Tổng thống Pháp vẫn còn phẫn nộ đối với việc nước Úc hủy bỏ khế ước đóng tàu ngầm. Tuy nhiên, ông Morrison nói rằng ông phải giải quyết trên căn bản quyền lợi quốc gia của nước Úc, bất kể là hậu quả tiêu cực gì có thể xảy ra, và ông Morrison sẵn sàng gánh chịu hậu quả này. Thủ tướng Morrison nói rằng về mặt cá nhân, ông không có gì phải lo lắng, nhưng ông cần phải bảo vệ tính trung thực của các viên chức Úc cũng như uy tín của nước Úc. Thật ra thì Tổng thống Macron đã không hề chỉ trích nước Úc. Ông chỉ trích cá nhân Thủ tướng Morrison là không trung thực và nói dối.
Tổng thống của một cường quốc như nước Pháp là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà công khai chỉ trích một thủ tướng như ông Morrison của Úc, thì đây là một vấn đề vô cùng hệ trọng mà người ta không thể đoán được diễn tiến sắp tới có thể xảy ra là gì tại hội nghị ở Glasgow từ nay cho đến ngày 12 tháng 11. Cũng có thể là Thủ tướng Morrison và Tổng thống Macron lại có cơ hội bất ngờ gặp nhau bên lề hội nghị, và phản ứng của họ nếu có cơ hội sẽ cho thấy là băng giao song phương có thể được hàn gắn hay lại tiếp tục leo thang căng thẳng. Những lời tố cáo của Tổng thống Macron đã trở thành bản tin quốc tế, trong khi những lời phản bác của Thủ tướng Morrison có vẻ nhằm vào dư luận quốc nội tại Úc, vì vấn đề tín nhiệm cá nhân có thể sẽ là yếu tố quan trọng trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Ngay từ ngày hôm qua, nghị sĩ Christina Kennedy và dân biểu Chris Bowen đã chụp cơ hội này để chỉ trích Thủ tướng Morrison là mỗi khi ông Morrison mở miệng là ông không nói sự thật. Trong khi đó, thì quyền Thủ tướng Barnaby Joyce đã khuyên mọi người nên bỏ qua, và đặc biệt là Tổng thống Macron nên tiến về tương lai. Hội nghị thượng đỉnh G20, Thủ tướng Morrison bị cô đơn trong dịp chụp photo kỷ niệm. Phần cuối cùng của hầu hết các hội nghị quốc tế là việc chụp một tấm ảnh chung để kỷ niệm, và tại Rome ngày hôm qua, Thủ tướng Morrison đã bị lẻ loi trong khi các trưởng phái đoàn trò chuyện khá thân mật với nhau trong lúc chụp chung bức ảnh kỷ niệm này. Đây có thể một phần là vì ông Morrison không có bạn, phần khác có thể là vì ông đã bị chỉ trích là nói dối bởi Tổng thống Macron và do đó các trưởng phái đoàn khác không muốn tiếp xúc gần với Thủ tướng Úc. Sau cùng thì một người Úc khác mà nếu nói theo từ ngữ thông dụng tại Việt Nam là ra tay cứu bồ thì ông Morrison mới có người để đối thoại, đó là Tổng thư ký tổ chức OECD, cựu Bộ trưởng Tài chánh của Úc, Matthias Coman. Tuy vậy, thái độ của ông Coman cũng không mấy thân thiện theo nhận xét của các ký giả Úc có mặt tại chỗ. Trong sinh hoạt ngoại giao quốc tế, thì quan hệ giữa cá nhân với cá nhân trong số các lãnh tụ là một lợi thế quan trọng, nhưng có vẻ như Thủ tướng Morrison chưa tạo được cơ hội để cảm thấy thoải mái trong một đám đông. Có thể ông Morrison giao tiếp hữu hiệu trên căn bản một cá nhân với một cá nhân, nhưng đối với một tập thể thì có vẻ ông Morrison thường bị lẻ loi. Không những tại hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua, mà còn tại hội nghị G7 trước kia được tổ chức tại Pháp hồi 2 năm trước. Hội nghị biến đổi khí hậu Glasgow 2021, Thủ tướng Anh cảnh báo nguy cơ tận thế. Với tư cách chủ nhà, ngày hôm qua Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đọc bài diễn văn khai mạc và ông đã bắt đầu bài diễn văn của mình về một bộ phim nói về ngày tận thế. Thủ tướng Johnson xác nhận, chẳng may là tình trạng của thế giới ngày nay không phải là một câu chuyện trong phim mà là một sự thật. Đó là nhân loại đang đối diện với nguy cơ có thể được coi như là ngày tận thế, mà ngôn từ tiếng Anh được diễn tả như là một phút trước nửa đêm của chiếc đồng hồ nhân loại. Thủ tướng Johnson nói rằng, lãnh tụ thế giới hiện nay cần phải có hành động cụ thể và hữu hiệu để thế hệ tương lai còn có cơ hội sinh tồn. Cũng theo lời ông Johnson, thì tuổi trung bình của tất cả các lãnh tụ của trên 100 quốc gia đang có mặt tại hội nghị COP26 này là 60, trong khi tuổi trung bình của con người trên thế giới hiện nay là chỉ khoảng 30, tức là tuổi thọ của con người nay đã bị giảm đi phân nửa. Bởi vậy, lãnh tụ thế giới có trách nhiệm không những với thế hệ trẻ hiện nay, mà còn phải có trách nhiệm với thế hệ trẻ trong tương lai. Do đó, hội nghị Glasgow lần này cần phải đạt được ít nhất hai mục tiêu. Thứ nhất là giảm hạ khí thải nhà kính CO2 xuống mức net zero vào năm 2050. Và thứ nhì, duy trì mức độ hâm nóng của trái đất dưới mức 1.5 độ C. Vì thế giới này sẽ bị nhiều thảm họa thiên tai nếu trái đất bị hâm nóng trên 2 hoặc 3 độ C. Một cách cụ thể, Thủ tướng còn tóm tắt vấn đề mà lãnh tụ thế giới cần phải giải quyết với 4 chữ thông thường là than đá, xe hơi, tiền bạc và cây cối, tức là coal, car, cash and tree. Về mặt than đá thì thế giới cần phải chấm dứt sử dụng than đá để tạo năng lượng, vì than đá là yếu tố quan trọng nhất đã làm ô nhiễm môi trường. Các nước cần phải chuyển sang năng lượng tái tạo. Ngoài ra, việc hàng tỷ chiếc xe hơi lưu thông trên đường cũng đã làm ô nhiễm môi trường, và do đó xe hơi chạy bằng xăng cần phải được chấm dứt ngay, thay vào đó thế giới nên thay thế bằng xe điện. Về tiền bạc thì các nước cần phải chung sức đóng vào quỹ 100 tỷ Mỹ Kim mỗi năm, để các công trình hạ tầng quan trọng của Liên Hiệp Quốc được thực hiện. Và sau cùng là thế giới này cần phải chấm dứt nạn phá rừng hoặc tái tạo lại các khu rừng, vì cây cối không những hút đi khí thải CO2, mà cây cối còn tạo ra môi trường sinh sống an toàn, giữ được nước và giúp tránh được thiên tai lũ lụt.
Trong ngày đầu tiên của hội nghị Glasgow, tức là ngày hôm qua thứ Hai 1 tháng 11, nhiều nhân vật khác cũng đã phát biểu, kể cả các lãnh tụ dân sự tranh đấu trong lĩnh vực biến đổi khí hậu. Và đặc biệt là bên lề hội nghị, có nhiều thành phần tranh đấu từ các giới trẻ từ khắp nơi trên thế giới đã lên tiếng kêu gọi các lãnh tụ thế giới hãy có hành động cụ thể để đạt được mục tiêu mà hội nghị COP26 này đề ra. Chính phủ Úc loan báo lộ trình để cư dân Hồng Kông tại Úc có thể xin tư cách thường trú nhân. Do cuộc khủng hoảng tại Hồng Kông hồi năm ngoái, chính phủ Morrison đã loan báo biện pháp đặc biệt để những cư dân có thông hành hộ chiếu Hồng Kông hiện đang sống tại Úc có thể xin tư cách thường trú nhân. Một cách cụ thể thì hôm qua chính phủ đã loan báo chi tiết về biện pháp được áp dụng cho khoảng gần 9.000 cư dân Hồng Kông hiện đang sinh sống tại Úc. Biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 5 tháng 3 năm 2022. Một cách tổng quát thì biện pháp này gồm hai diện định cư và có vẻ dễ dàng hơn thủ tục thông thường để cư dân Hồng Kông có thể trở thành thường trú nhân tại Úc. Diện thứ nhất là họ không cần phải có chủ doanh nghiệp bảo trợ và thứ nhì là họ cũng không cần phải đang làm việc trong lĩnh vực được coi là thiếu hụt nhân công tại Úc, cũng không cần chứng minh về mức lương của họ. Bộ trưởng Di trú Alex Hope nói rằng các diện định cư dành cho cư dân Hồng Kông cũng sẽ thỏa mãn phần nào đó nhu cầu về di dân tay nghề tại Úc và gia tăng năng suất cũng như tạo thêm cơ hội cho người Úc. Nhiều chuyên gia về di trú đã đánh giá rằng biện pháp của chính phủ tương đối dễ dãi hơn họ nghĩ. Tất nhiên là trong nhiều tháng qua, đại diện di trú của các cư dân Hồng Kông tại Úc cũng đã có nhiều cuộc vận động với chính phủ liên bang để có được chính sách tương đối dễ dàng này. Mà phần lớn vì họ là những nạn nhân của chính sách kỳ thị tại Hồng Kông và quan trọng hơn hết là những người đã sinh sống tại Úc trong rất nhiều năm. Bầu cử tại Nhật Bản. Thủ tướng Kishida chiến thắng bất ngờ và giữ được đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Ngày 31 tháng 10 vừa qua, Nhật Bản đã có cuộc bầu cử Hạ viện và kết quả đảng đương nhiệm đã thắng lớn và đã giữ được đa số tuyệt đối tại Hạ viện. Đây là một kết quả vô cùng bất ngờ vì trước ngày bầu cử, hầu hết các chuyên gia đều dự đoán là tân Thủ tướng Kishida sẽ gặp nhiều khó khăn để giữ được đa số tại Hạ viện. Thế nhưng hôm qua, kết quả bất ngờ là Đảng Tự do Dân Chủ, gọi tắt là LDP, hiện đang cầm quyền đã chiến thắng được 261 ghế trong tổng số 465 ghế tại Hạ viện. Tức là Đảng LDP vẫn tiếp tục có được đa số tuyệt đối tại Hạ viện, mặc dù đã mất một số ghế so với nhiệm kỳ trước là 276 ghế. Liên minh với Đảng LDP là một đảng nhỏ gọi là Komeito, và đảng này cũng đã gia tăng được 3 ghế lên tổng số 32 ghế. Nhắc lại là Thủ tướng Kishida đã được đảng LDP chọn để thay thế Thủ tướng Suga Yoshihide, người đã đột ngột tuyên bố từ chức sau khi Thế vận hội Tokyo vừa kết thúc. Thủ tướng Kishida nói rằng ông rất cảm ơn vì cử tri đã tín nhiệm đảng LDP và tuy đã chiến thắng nhưng đảng LDP vẫn chưa lấy lại được phong độ của thời kỳ của cựu Thủ tướng Shinzo Abe. Mặc dù có đa số tuyệt đối, nhưng chính phủ mới của Thủ tướng Kishida có thể sẽ gặp khó khăn trong các sách lược về kinh tế, giáo dục và quốc phòng khi Hạ viện tái nhóm vào cuối tháng. Sau khi chiến thắng tại Hạ viện, thì vào năm tới 2022, Thủ tướng Kishida sẽ phải tổ chức bầu cử Thượng viện. Vì không giống như tại Úc, tại Nhật Bản, bầu cử Hạ viện và Thượng viện thường được tổ chức vào thời điểm khác nhau. Về mặt ngoại giao và quốc phòng, thì đảng cầm quyền LDP có chính sách thân thiện với Mỹ, với Úc cũng như với Ấn Độ, đặc biệt là trong một tổ chức thân hữu gọi là Tứ Cường, Kim Cương, tức là The Quad. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của đài Vietface TV Úc Châu vào 3 giờ chiều nay.